Hello anh em, mình là Oplebi. Clip hôm nay sẽ nói về vấn đề SMART. Đây có lẽ là chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm, biết là các bạn rank thấp. SMART là một từ dùng để nói về vấn đề người chơi rank cao xuống rank thấp bắn bằng một account rank thấp. Trước hết, mình sẽ nêu ra lý do họ đi SMART. Có 3 lý do. Đầu tiên, gây thuê kiếm tiền. Đây chắc hẳn không xa lạ với các bạn nữa, vì phần lớn game nào có thể cày rank đều có cày thuê hết. Thứ hai, họ trai hạt trên rank cao, bị đấm mồm nhiều liên tục và bị thua nhiều, dẫn đến họ bị chốc. Và cách để họ lấy lại cảm giác chơi game, đó là đi SMART. Thứ ba, chơi với bạn bè. Nhưng vì acc bạn bè rank thấp nên họ phải tìm một acc rank thấp chơi chung. Trên là 3 lý do mình cảm thấy đúng nhất. Nếu các bạn có lý do gì khác, hãy comment bên phía dưới cùng mình bàn luận nhé. Cá nhân mình cũng là người đã từng đi SMART. Sau những lần kéo rank viewer cuối mùa thì mình có nhận thấy vài khó khăn đối với mình. Thì sau đây, mình sẽ nêu ra vài lời khuyên cho các bạn để nắm bắt điểm yếu của những người đi SMART mà cá nhân mình nhận thấy. Những người chơi SMART thường họ sẽ cầm đu lít với các kỹ năng tự tạo lợi thế cho chính bản thân họ, như các kỹ năng hồi máu, kỹ năng bắt về, hoặc flash rồi dẹp bích. Thường thế nhất đó là Reyna và Zed, nên chúng ta sẽ tận dụng điều họ ý vào kỹ năng agent mà chúng ta có thể counter lại. Trước tiên, các bạn hãy quan sát SMART họ đang có lối chơi như thế nào. Nếu là một người chơi chủ động hay đi kiếm mạng đầu tiên, hộ báo và đi một mình thì các bạn hãy gọi người đi cùng nhau để trade mạng hoặc có máu trong khả năng có thể để về sau đồng đội dễ dàng hạ gục. Hoặc là một người có xu hướng đi chung với team tạo đột biến, tức là người sẽ chơi chủ động di chuyển khó đáng trong combat. Các bạn hãy cố gắng ngồi một vị trí nào đó, không để lộ thông tin và chỉ có 1 đến 2 hướng rồi kê cho chắc vào. Nếu sợ thì hãy gọi thêm đồng đội. Hãy hạn chế tò mò nhìn một mình khi không có đồng đội hỗ trợ, hoặc chủ động nhảy chat để lấy thông tin nếu cần thiết. Có thể sử dụng Odin Spam và lối di chuyển, tất nhiên là phải có smoke nhé, hoặc shotgun ngồi kê cố định ở một góc mà bạn nghĩ họ buộc phải di chuyển qua. Nên tận dụng kỹ năng khống chế hoặc làm choáng trước khi giải quyết, và nên gọi thêm người vì kỹ năng làm choáng họ có thể né được, nhưng ít nhất chúng ta sẽ làm khó họ trong việc phải đặt tâm lại. Không nên đứng quá lâu ở một vị trí nếu bị phát hiện, chủ động đổi vị trí trong khả năng có thể. Không nên tạo quá nhiều tiếng động khi các bạn chưa có hẳn thông tin người SMART đang ở đâu, vì nếu SMART có thông tin thì họ sẽ lên kế hoạch đánh vào điểm yếu của bạn. Trên là tất cả lời khuyên của mình. Tất nhiên, nó không thể nào giúp các bạn hoàn toàn chống SMART 100% cả, nhưng nó sẽ đủ giúp cho các bạn làm khó được người chơi SMART tay cực to. Còn nếu SMART tay không quá to thì có thể giúp cho bạn có một chiến thắng. Như vậy là video của mình đến đây là hết. Mong rằng những lời khuyên trên sẽ thật hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có thêm những lời khuyên gì, hãy comment bên phía dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!